Chào cả nhà. Anh mới vừa gửi đầu ạ. Dạ. Trước đây anh có thiền chưa ạ? Phương pháp thiền đơn giản là mình theo dõi hơi thở. Có nghĩa là mình cứ biết hơi thở mình vào, hơi thở mình ra. Thì đầu tiên là mình ăn mặc thoải mái, quần không quá chật, lưng thẳng vừa phải. Mình đan tay, mình để tay lên chân mình ngồi với anh là ngồi bán kiết già, là để một chân lên bán kiết già. Mình ngồi sao mà cho tư thế thoải mái. Tư thế ngồi chỉ là một tư thế thôi, đi đứng nằm ngồi. Thế thì tư thế ngồi giúp cho khí huyết mình lưu thông. Khi mình ngồi thiền thì ăn mặc thoải mái, ngồi thư giãn, lưng thẳng vừa phải. Đau lưng á, có thể dựa vào tường nhưng mà không nên dựa đầu. Cứ mình nhắm mắt, mình theo dõi hơi thở. Thì mới tập thiền trong vòng vài tháng, theo dõi hơi thở hơi khó, là tại vì tâm của mình bị phóng tâm. Mình suy nghĩ lung tung, đôi khi có tiếng động nhẹ mình cũng suy nghĩ. Nên cái phương pháp đơn giản nhất cho người mới tập thiền là cái phương pháp đếm. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Cứ như vậy suốt buổi thiền. Một chút nữa mình sẽ thiền nháp. Cả nhà có ngồi thiền thường không ạ? Mình tạm hiểu như theo cái sơ đồ này, mình nhìn vào thì nếu mà mình đi hết một vòng á, là mình được giảm nghiệp. Cái mục số 2, mỗi người chúng ta đều có những cái phước. Phước trí tuệ, phước sức khỏe, phước tài lộc. Và có những cái phước phụ khác như phước tình cảm, phước được quý nhân, phước được phò trợ. Thì cái phước này ở đâu mà có? Phước này nó từ đời trước và một phần từ đời này. Những cái phước này nó kết hợp được do nghiệp, nghiệp báo trong một cuộc đời của chúng ta. Tốt nghiệp, lập nghiệp, đồng nghiệp, thất nghiệp, khởi nghiệp, hành động, thói quen, tạo tác, nó đưa ra cái kết quả. Thì cái kết quả đời trước nó tương ưng, nó kéo theo đời này. Thì những cái phước của chúng ta có một phần nó dựa vô nhân quả báo ứng, nhân duyên quả hoặc là nhân quả báo ứng. Thì mình tạm hiểu như 20 năm đầu đời của mình được thừa hưởng từ trong cái môi trường sống như thế nào là một phần từ đời trước. Nhưng mà sau 20 đến 25 tuổi, mọi thay đổi cố gắng của mình là do mình hưởng, mình tạo ra. Nếu mà ba mẹ của mình ở trong một cái gia cảnh sung túc thì mình hưởng được một phần thôi. Thì phước, ba cái phước lớn đây mình có từ nghiệp. Thì bây giờ mình nói về cái nghiệp. Thói quen hành động, suy tư, ngôn ngữ, lời nói của mình bị chi phối bởi âm dương, mình bị chi phối bởi môi trường. Môi trường nóng lạnh, ngày đêm, sáng tối, lời nói, hành động, thời tiết, tất cả đều là từ môi trường. Mình chưa phải là bậc chân tu, mình chưa thoát khỏi được âm dương, mình vẫn bị ảnh hưởng bởi kẹt xe, bởi khói bụi. Như trong bữa trước, trong cái pháp tu nhẫn á, mình ngoài nhẫn với người, mình phải tập nhẫn với môi trường tự nhiên, thời tiết. Thế thì mình bị chi phối bởi âm dương. Nếu mà mình không thoát ra được thì cái nghiệp, cái phước, cái nghiệp của mình nó bị lẫn quẩn giữa cái số mệnh âm dương. Cho dù mình cố gắng, mình học, mình nỗ lực trong cuộc sống, nó vẫn vòng vòng như đó. Nếu mà cố gắng lắm thì nó thoát ra được một hai phần, chứ không thể nào thoát ra được hoàn toàn. Đến khi nào mình nhận ra mình muốn thật sự cải tạo vận mệnh, và nói đúng hơn là mình muốn chuyển nghiệp, thì mình mới đi xuống cái bước từ số 6 nó qua số 7 là tu sửa. Đến khi nào mình thật sự, ví dụ một người thích ăn đồ ngọt, dễ béo phì, nhưng mà mình không thể nào mà mình tránh được cái cám dỗ của thức ăn. Đến khi nào mình thật sự quyết tâm, mình tu sửa là mình sửa lại mình, sửa lại hành động, lời nói, suy nghĩ, thì đến khi đó thì mình mới tìm được đúng cái con đường. Thì cái phương pháp tu sửa là cái mục số 8, thì nó thông qua ba phương pháp, ba phương tiện: đọc sách thánh hiền, đọc kinh,
nghe giảng kinh, gặp thiện tri thức, gặp Bồ Tát. Như bữa trước Khải Toàn có chia sẻ, Bồ Tát không phải là những vị Phật có ánh hào quang, mà trong cuộc sống mình gặp những cái người giúp đỡ cho mình công việc, lời nói, hành động, tư duy, học thức đều là Bồ Tát. Thì trong cái bước số 7, số 8, đọc, nghe, gặp là một cái phương tiện giúp cho mình có trí thức. Song song với cái bước số 8 là bước số 9, mình phải hành thiền. Thiền là một cái phương tiện để mình tâm trí mình sáng hơn, để mình nhận ra, mình sàng lọc những cái gì mình nghe, mình gặp, mình nói đối với người ta có đúng hay không. Đôi khi những lời trong kinh hoặc là trong sách, đôi khi thời điểm đó mình không cảm nhận được, mình không thấy nó đúng. Nhưng mà sau này mình đọc, mình nghe, mình mới tư duy. Văn tư tu, văn là đọc, gặp cũng là một cách trao đổi. Mình phải tư duy lại xem cái người đó nói có đúng hay không, rồi tự mình thực hành và kiểm chứng. Thì phải qua cái bước số 8 và cái bước số 9. Sau một thời gian, tâm trí mình mới sáng hơn. Cái bước số 9 nó chỉ thẳng về cái vòng màu xanh là cái thức số 7. Bây giờ giải thích thêm cái thức số 7. Mình có 8 cái thức. Thức là nhận biết, thức là phân biệt nhận biết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân là ngũ thức, là 5 cái căn của mình. Bây giờ mọi người nhìn vào cái biểu đồ này là mắt mình nhìn thôi, mình chưa có hiểu. Cơ quan của mắt sáng, tốt thì mình nhìn được xa. Sau 40 tuổi mình bị lão thì mình không thấy đường, đó là do cơ quan mắt. Còn có cái thức là cái nhận biết của mắt. Nhận biết của mắt, nhận biết của tai, nhận biết của mũi, của lưỡi, của thân và của ý. Ý là thức thứ 6. Thì 6 ý thức này nó dựa vào tiềm thức là cái thức thứ 7, để mình phân biệt cái gì mà mình thấy rồi thì mình mới phân biệt nó. Thì trong cái chân lý tương đối, mình thấy một người đó mình nghĩ rằng họ cao, nhưng mà đứng dưới một người thật cao hơn thì người đó không cao bằng. Thì những gì mình nhận biết được là trong tiềm thức của mình. Thức thứ 7 là mạt na thức. Đây là cái thức nó thiên về chấp ngã. Thường á, là trong cuộc sống hàng ngày á, mình thiếu sự tu tập hoặc là thiền định hoặc là sự bình tĩnh, thì cái thức này á, nó lôi kéo những cái cám dỗ. Mình thích ăn ngon, mình thích ngửi mùi thơm, mình thích nghe lời ngon ngọt, mình thích nhìn đẹp. Thì cái thức thứ 7 là cái thức mà nó, cái tôi của mình nó rất là cao. Khi mà cái tâm mình định tĩnh thì thức thứ 7 nó sẽ sáng lên, nó là tư duy thức. Còn bình thường nó dễ mê mờ, nó chấp vào cái tôi. Nên mình phải có những cái buổi thiền định, một khoảng thời gian thiền định, mình mới đủ làm cho cái thức thứ 7 nó trong, nó tịnh lại. Thì khi thức thứ bảy nó là cái cầu nối của 6 cái thức trước và cái thức thứ 8. Thức thứ 8 là A lại gia thức, là cái kho chứa. Mình cứ tưởng tượng mình có một cái máy tính ở nhà của mình đang tắt, dữ liệu vẫn còn nằm trong đó nhưng mà nó không hoạt động. Giống như khi mình ngủ, 6 thức của mình nó đều ngủ, chỉ có thức thứ 7 và thức thứ 8 nó còn hoạt động. Nên khi người ta khều mình biết mình nhột là do tiềm thức. Nhưng mà khi mình xỉu hoặc là mình chích thuốc tê thì 7 cái thức đầu tiên nó tắt điện hết. Còn lại cái kho, cái tạng thức của mình nó lưu lại. Thế thì một người hỏi rằng á, là trí nhớ của tôi lưu ở đâu? Nếu mà mình nói là trí nhớ lưu trong não của mình, cơ thể của mình sau mỗi khoảng 14 năm là mọi tế bào trong cơ thể của mình nó thay đổi hoàn toàn, không có gì là của mình nữa. Tất cả những memory, những ký ức của mình lưu trong cái thức thứ 8 qua nhiều đời, nhiều kiếp. Hiện tại mình có thể nhớ về một hình ảnh nào đó cách đây 10 đến 20 năm. Hình ảnh đã xuất hiện không chệch được ngay tức thì.
thì mình tạm hiểu là thức thứ 8 mình rất khó để chạm tới. Thì thức thứ 7 là cái cầu nối thức thứ 8 và 6 thức còn lại. Thì mình dùng thiền định là một cái phương pháp để cho thức thứ 7 nó sáng hơn, nó tịnh lại. Mình dùng cái bước thứ 7, xin lỗi, mình dùng cái bước thứ 8 và bước thứ 9. Mình phải có kiến thức, ngồi thiền không thể thành Phật. Ngồi thiền chỉ giúp cho tâm của mình nhẹ lại, bớt nóng giận, ăn ngon ngủ ngon, tâm bình khí hòa. Nhưng ngồi thiền không cũng không thể nào mà đạt được giác ngộ. Nên mình phải cần học. Mình có thể đọc sách thánh thiền, đọc sách kinh doanh, đọc mọi loại sách, đó là tri thức. Nhưng mà những lời trong kinh là trí tuệ, thì mình đọc để mình có kiến thức và mình tư duy và mình thực hành. Thì thông qua bước thứ 8 và bước thứ 9, sau một thời gian mình sẽ nhận ra cái bản tánh của mình, thân miệng ý của mình có những cái gì đó không đúng, thiện nhiều hay ác nhiều. Thiện nhiều thì mình phải giữ, ác nhiều thì mình phải bỏ nó đi. Sau một thời gian mình thực hành như vậy, mình mới có cơ hội giảm nghiệp. Nghiệp nó thông qua thân miệng ý. Như mấy bữa trước Khải Toàn có chia sẻ, thân của mình sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, ý của mình nói dối, nói hai lưỡi, nói thô ác và nói lời ỷ ngữ, nói lời có lợi. Ý thức của mình bao gồm tham sân si. Thì 10 cái nghiệp này nó quay về cái điểm đầu tiên, là cái số 3, là tất cả mọi phước duyên đều do cái nghiệp của mình gây nên. Từ đời trước, đời này và đời sau thì có là hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện là hiện tại mình đang có được những gì là do từ quá khứ. Sanh báo là đời sau, hậu báo là và rất lâu sau nữa. Giả dụ mình trồng một cây cam, mình trồng hai cây cam, một cây ớt và một cây sầu riêng. Hạt gì là nhân? Sau khi trái, sau khi cây lớn có trái là quả, nhưng mà có cái là quả nó nhanh, có cái quả nó chậm. Ví dụ trái ớt là nó có nhanh có trái, còn cam với sầu riêng nó rất lâu nó mới có trái. Nhưng mà trong từ nhân đến quả, từ nhân đến quả nó có chánh nhân và trợ nhân. Chánh nhân là cái hạt, trợ nhân là đất, nước, nắng, sự chăm sóc của con người. Từ nhân đến quả nó trải qua một thời gian, đôi khi cùng một loại cây nhưng mà chăm sóc khác nhau, là nhân duyên khác nhau. Thế thì cái quả của nó đạt nó cũng khác nhau, thời tiết, khí hậu, vùng miền. Ví dụ là sầu riêng không phải vùng nào trồng cũng được. Thế từ nhân đến quả nó cần một cái thời gian. Thì mình hiểu rằng nghiệp của mình, mình nhận được cái phước là do hiện báo. Hiện báo, sanh báo và hậu báo. Đôi khi nếu mà những cái gì mà mình làm tốt nhiều thì cái hậu báo hoặc là cái sanh báo nó báo sớm hơn. Trong sách Liễu Phàm Tứ Quấn, nếu mà mỗi ngày mình làm 3 việc tốt, trong 3 năm mình sẽ được những gì mình toại nguyện theo cái ý nguyện của mình. Thông thường mình muốn thay đổi cái tư duy, cái hành động, cái lời nói của mình mất từ 3 đến 5 năm. Đó là mình siêng năng. Còn nếu mình không siêng năng và mình không đúng cái phương pháp phương tiện thì mình mất từ 7 đến 10 năm. Mình có ngồi thiền, mình có đọc sách, tư duy của mình thay đổi, thân miệng ý của mình thay đổi. Thế thì 5 cái thức trong cái vòng màu xanh, mắt tai mũi lưỡi miệng thân của mình và cái ý của mình, nó được điều phục. Khi mà nó được điều phục rồi, ngũ ấm ma là 5 cái con ma của 5 cái thức của mình. Người thích ăn ngon thì luôn phải ăn chỗ đó, phải có cái món đó, không có cái món đó là phiền não. Thì 5 con ma từ bên trong là do mình sinh nên, không vừa ý với mình thì mình phiền não.
Phiền não và ngũ ấm ma là hai con ma do mình sinh ra, hai con ma từ bên trong do nghiệp của mình. Giả dụ một người thích nhậu, đến một hôm mà không có bia rượu hoặc không có bạn là sinh ra buồn phiền. Thích nhậu là do ý thức và do cái vị và do cái cảm giác. Thế thì hai con ma đầu tiên là bên trong, con ma thứ ba là thiên ma. Thiên ma không phải là những con quỷ mặt xanh mà những cám dỗ bên ngoài đưa tới. Ví dụ nam giới thường thích xe cộ, đi ngang cái cửa hàng xe thì mình bị nó hút vào. Nữ thì thích quần áo giày dép, đi ngang cái shopping là bị nó hút vô, nghiệp lực là cái lực nó kéo mình vô. Thế thì thiên ma là những cám dỗ bên ngoài, bên trong mình chưa điều phục được mà bên ngoài nó đã quá nhiều cám dỗ, thì trong ngoài câu kết lẫn nhau, mình khó mà thoát khỏi. Nên mình thực hiện cái bước thiền. Thiền ở đây là nó điều phục được cái thức thứ bảy. Cái thức thứ bảy mà nó sáng lên thì những cái thức kia nó sẽ dễ có theo. Tâm của mình còn mê mờ nên ngũ ấm ma là năm cái cảm quan của mình, nó luôn thích cái gì đó nó có lợi. Không có lợi thì nó sinh ra phiền não và những cám dỗ bên ngoài đưa tới. Mình nghĩ thôi, mình nghĩ thử xem, mình để dành dụm tiền được một năm trời, cái đến một hôm cái bạn là thiên ma, bạn đến bạn ngủ ghê là đi shopping đi hết trong một buổi. Thế thì tứ ma là bốn con ma, thì ba con ma đầu tiên là do môi trường, do bên trong, con ma cuối cùng là tử ma, là có thân, có bệnh, có mất. Nếu mà mình điều phục được, mình không điều phục được cái phiền não của mình, không điều phục được phiền não thì nó sinh ra cái gì? Sinh ra nghiệp. Ví dụ như là con mình nó hư, nó không nghe lời, về nhà mình nói nó ngoài nó không nghe, về nhà mỗi lần thấy nó là mình quạo thì mình cầm rào. Phiền não sinh ra nghiệp, nghiệp thì nó sẽ báo, nó đi thêm một vòng. Thế thì quay trở lại, những gì mình sinh hoạt, mình hành xử, mình tư duy, mình hành động mỗi ngày thì mình gọi là nghiệp. Phước đời này mình có là nghiệp từ đời trước. Quay trở lại ban đầu là nghiệp của mình bị chi phối bởi âm dương, bởi môi trường. Mình không thể nào thoát khỏi cái môi trường tự nhiên, lời nói, hành động, thời tiết, giữa người, giữa tự nhiên, mình không thể thoát khỏi. Thế thì mình vẫn lẩn quẩn, mình vẫn muốn là sự nghiệp tốt, gia đình tốt, mình muốn rất nhiều, nhưng mà mình vẫn lẩn quẩn trong cái vòng là số 2, số 3 đến số 5 là cùng. Đến khi nào mà mình thật sự quyết tâm, ví dụ cả nhà đến đây tập thiền là một cái phương tiện thật sự quyết tâm để mình thay đổi. Mình thật sự quyết tâm thì mình mới nghĩ đến cái bước thứ 6 là mình mong muốn thay đổi, thì cái bước thứ số 7 là cái bước là tu sửa. Nên tìm một cái phương tiện để tu sửa. Mà mình muốn tu sửa thì mình phải cần phương tiện và cần phương pháp. Phật học, ví dụ Phật học là phương tiện. Phương pháp ở đây đơn giản là đọc sách, nghe giảng kinh và gặp thiện tri thức, gặp bạn lành. Mình gặp, mình đọc, mình nghe, sau một thời gian mình mới tư duy, mình mới thực hành. Và cái bước thiền định là một cái bước quan trọng để cho mình cảm nhận được. Bình thường mình đọc, mình nghe, nó thấm một, thấm hai, nhưng mà khi mà mình kết hợp vào mình những cái buổi ngồi thiền thì tâm trí mình sáng, mình nhớ lại nó rõ hơn. Thì phải có hai cái bước này, sớm thì khoảng 2-3 năm thì mình mới giảm nghiệp thôi. Nó còn một cái trang nữa là rồi chuyển nghiệp. Này là chỉ là mới giảm những cái gì mà thân miệng ý của mình không tốt. Thì thiền nó điều phục được cái thức thứ 7, cái mặt na thức, là cái thức thiên về cái bản ngã của mình. Thức thứ 7 là cái duy thức, khi nó sáng nó là duy thức, còn bình thường nó dễ có mê. Thức thứ 7 nó kết nối 6 cái thức trước và cái thức thứ 8 của mình.
trong một năm qua mình học gì, mình làm gì, mình chơi với ai, thì mình có những cái nhóm bạn cùng cái sở thích, cùng cái từ trường của mình. Một đời này mình học gì, mình làm gì, mình mong muốn cái gì, thì qua đời sau mình tiếp tục như vậy nữa. Nó lưu trong cái thức thứ 8. Cái mục số 12, 13, 14: vô thường vô ngã là chân lý. Vô thường có nghĩa là mọi sự việc nó luôn biến đổi, không có gì đứng độc lập tự nhiên, không có gì mà tự nó tồn tại. Vô thường là có sinh có diệt, vô ngã là không có một cái gì nó tồn tại duy nhất nó. Ví dụ thân của mình, đất nước gió lửa hợp thành thân tứ đại, thì trong thân tứ đại này cái gì làm chủ? Bốn cái chất này nó kỵ nhau, nhưng mà nó phải dung hòa để mình có một cái cơ thể khỏe mạnh. Lạnh quá là mình bị cảm, nóng quá là mình bị sốt. Thì bốn cái hợp chất này trong cơ thể của mình không có cái nào làm chủ. Nên khi mình nói là tôi muốn, là mình đưa cái tôi mình lên, là cái thức thứ bảy, cái mặt na thức của mình nó đang bị mê. Chân lý phổ biến, tầng ở ví dụ, ngày mình có việc là sẽ có ngày mình mất việc. Đứng dưới góc độ của người bình thường, khi một người thân của mình mất đi thì mình rất là đau buồn. Nhưng đứng dưới góc độ Phật học hay nhân quả thì mình nghĩ đó, người đó đã hoàn thành một kiếp sống rồi. Thế thì cái sự buồn của mình nó sẽ giảm đi. Nếu mà một người mình không hiểu á, người xưa hoặc là ông bà nói là khi một người mất đi á, đừng có quá thương tiếc, kêu khóc nhiều hoặc là thương tiếc họ. Nếu mà khóc nhiều thương tiếc họ, họ sẽ luyến tiếc. Không đụng chạm, không thương khóc nhiều. Thì dưới góc nhìn của người bình thường thì người mất đi là một cái gì đó nó đau khổ ghê gớm. Nhưng dưới cái góc nhìn vô thường thì đây là một cái sự sinh sự diệt. Thế thì tất cả những cái ký ức của mình nó lưu trong cái thức thứ 8 mà mình bình thường mình khó có chạm tới được. Thiền định sâu có thể chạm đến được. Giống như là khi mà mình mơ á, mơ có bốn trường hợp là do cơ thể sinh hoạt của mình mỗi ngày mình gặp những cái hiện tượng đó. Hai là do trong tàn thức của mình nó chứa sẵn cái chủng tử đó. Chủng tử là hạt giống. Đôi khi mình gặp một người mình rất là mến, mình đến một nơi mình cảm thấy rất là thân quen, nó chứa sẵn trong đó. Trường hợp thứ ba là do bị quỷ thần trêu ghẹo. Trường hợp thứ bốn là do thiên thần nhắc nhở. Thì nằm mơ trong bốn trường hợp đó. Đôi khi mình mơ mình không thể diễn tả được giấc mơ. Có những trường hợp nằm mơ qua ngày hôm sau hoặc một thời gian sau, trải qua sự việc gần như trong mơ. Thì đây có cách giải thích là những gì mình thấy là những ảo ảnh lặp đi lặp lại. Mình xem tivi, tivi không có thật. Một khung hình có 24 hình trên đó, mình nghĩ là thật nhưng mà con mắt của mình không kịp tốc độ nhận ra. Thế thì những cái người, có những cái người nằm mơ xong rồi vài hôm sau gặp lại cái sự việc đó, có thể họ đã trải qua cái sự việc đó ở một khoảng thời gian khác, chiều không gian khác nhau. Nên những gì mình nghe, mình học là lý thuyết, mình xem lại, mình tư duy lại xem coi nó đúng hay không. Nhưng mà nghiệp mà mình đang làm hàng ngày á, đó là thực tế. Nghiệp và phước đi chung với nhau, nghiệp hết thì phước sẽ đến. Mỗi người có những nghiệp khác nhau. Con người với nhau, chứ người bình thường hay người tu hành gì cũng vậy, thì ai cũng phải có gì? Thân tứ đại và ngũ uẩn. Ai cũng phạm vô, xin lỗi, ai cũng vướng vào cái gì? Cái năm cái món ưa thích: tài sắc danh thực thùy. Mê tiền không? Không mê tiền thì mê sắc đẹp, không mê sắc thì mê danh, không mê danh thì mê thực. Thực là ăn, ăn uống. Thùy là ngủ nghỉ. Thì con người của mình năm món đó không thể nào mà thoát khỏi. Nhưng mà nếu mà mình, cái thức thứ bảy của mình nó tỉnh rồi, mình biết cái này không hợp, nên mình gán
đôi khi có những nhóm bạn rất là thân, nhưng mà mình cảm thấy là cái cách chơi, cái tư duy của họ không hợp với cái hiện tại của mình. Mình dần dần mình sẽ tách ra. Đó là do tâm mình sáng, mình nhận thức, mình tu sửa cái nghiệp của mình, thì tất cả nghiệp quả báo ứng, nhân sau này nó sẽ báo ứng lại mình, nó là quả báo, không phải là cái gì mà nó xấu cả. Nhân tốt thì quả báo tốt, nhân xấu thì quả báo xấu. Mình muốn đi làm bác sĩ thì mình phải học bác sĩ và trải qua khoảng hơn 7 năm để mình thực hành. Thì từ nhân đến quả, nó cần chánh nhân, trợ nhân, cần duyên, nó hợp lại nó mới thành. Thì mình hiểu được vô thường, vô ngã là mình sẽ có được Niết Bàn. Niết Bàn là một cái trạng thái tự tại, không còn phiền não, vắng lặng phiền não, không còn khổ đau. Như trong sách có nói một cái câu là hãy sống với hiện tại. Sống với hiện tại có nghĩa là mình không quá lo nghĩ về ngày mai và cũng không lo nghĩ về hôm qua. Ngồi thiền là ngồi thiền, ăn cơm là ăn cơm, làm việc là làm việc. Mình đạt được cái trạng thái đó trong một khoảng thời gian là mình định được đó. Hỏi làm sao để định? Thiền định. Định là một cái trạng thái vắng mặt mọi sự phiền não. Chạy xe là chạy xe. Thế thì trong cuộc sống có những người gọi là phú quý giả, là giàu có về vật chất nhưng mà tâm không có nỗi phút giây thanh tịnh. Có ai vướng ở ba cái nghiệp đó không? Tài sắc danh thực thùy, mình có mê hết mang năm món đó hay không? Dạ. Không mê cái nào trong năm cái đấy thì mình đã đạt được Niết Bàn. Không mê là đạt được Niết Bàn. Mê có nghĩa là mình có nó mình vui, mà không có nó thì mình buồn phiền. Bây giờ bình thường chị thích ăn món gì nè? Thì người nhà nấu cho món gì, hoặc là mình hay ăn một cái quán đó, đến một hôm nào đó mình thèm ăn quá, thật thèm ăn quá, mà cái quán hôm nay họ nghỉ, mình có buồn không? Hoặc là nửa đêm tự nhiên cái thích ăn bánh tráng trộn, ví dụ như vậy. Thế thì năm cái món đó mình ít nhất mình cũng phải dính mắt vào, nhưng mà dần dần mình hiểu, ban đầu mình khó chịu, dần dần mình hiểu mình mới tùy thuận, mình mới chuyển tâm, không còn nghĩ đó nó đến nó nữa, mình chuyển tâm qua cái món khác. Thay vì đang bực một người nào đó, mình chuyển qua mình nghe pháp thoại hoặc là mình đọc sách, đó là mình chuyển tâm, là mình chuyển nghiệp. Thì nghiệp phước đây, cái biểu đồ này đang hướng dẫn là mình giảm nghiệp. Cái phương pháp là giảm nghiệp. Thì mới hỏi cả nhà là mình nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý, mình đang có mắc phải cái nghiệp gì trong 10 cái nghiệp này? Thân là sát sanh, trộm cướp, tà hạnh. Sát sanh ở đây từ hành động đến cái ý nha. Thấy người ta giết con vật, mình có vui không? Mình không giết, nhưng mà mình thấy người ta giết, mình vui là mình đã tác ý rồi, là mình đã phạm. Trộm cướp, mình không muốn người ta lấy của mình thì mình cũng không nên lấy của người khác. Mà khi mà người khác lấy của người khác, mình thấy thì tâm của mình như thế nào? Tà hạnh là mình có tình cảm của mình, người khác có tình cảm của người khác, mình không tơ tưởng, suy nghĩ hay là hành động. Nhưng mà thường trong đời sống mình dễ có bị nghiệp miệng nhất. Nên khẩu nghiệp là luôn trong kinh Vô Lượng Thọ là đặt lên hàng đầu. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, đây là điều ưu tiên. Thì nghiệp miệng có 4 nghiệp: nói dối, nói sai sự thật. Có một số trường hợp nói sai sự thật mà du di được là mình không muốn cho họ xung đột nhau, hoặc là nói có lợi. Không nói hai lưỡi,
nói ly gián, nói cho người ta xung đột. Không nói thô ác, nói lời chửi, nói lời nặng. Không nói ỷ ngữ, là nói cho người ta cảm thấy là mình có lợi cho mình. Nghiệp miệng thì mình dễ bị khổ nghiệp nhất. Hoặc là mình giận lên, mình cũng càm ràm, hoặc là mình chửi mắng, là nghiệp miệng. Mà tất cả là từ ý mà ra. Tham sân si, si là si mê. Số 7 này nó kết nối với cái si mê, cái thức thứ 7 của mình. Si mê do mình chưa thấy lẽ thật. Thì một vòng này mình chưa được, mình chưa có thật sự mong muốn ở cái bước thứ 6, thì cái bước thứ 7 là cái bước tu sửa. Nó không thể nào xuất hiện được. Cho dù mình có gặp cái bước thứ 8, cái bước thứ 9 đi, mình cũng khá là thờ ơ. Nên chính khi nào bản thân của mình thật sự mình muốn thay đổi, mình muốn tu sửa, thì mình mới thực hiện cái bước thứ 6 nó qua cái bước thứ 7. Tu sửa là tu sửa chính mình, tu sửa ba nghiệp. Ba nghiệp này nó tăng, nó giảm cái phước của mình. Mình tu sửa rồi, thông qua bước thứ 8 và bước thứ 9, mình có kiến thức, mình nghe pháp thoại, mình gặp thiện tri thức, mình có từ trường lành, mình hành thiền, thì dần dần cái nghiệp của mình nó sẽ giảm. Mình sẽ điều phục được 5 con ma bên trong: mắt tai mũi lưỡi miệng thân. Và mình điều phục được phiền não. Bây giờ người cọc tính gấp mấy, họ cũng thích nghe khen, nghe lời ngọt ngào. Ai cũng thích nghe lời ngọt hết. Nhưng mà nếu mà mình nghe khen mình vui, mình nghe mắng mình chửi, mình nghe mắng chửi mà mình giận á, là do cái tai của mình nó phân biệt. Cái tiềm thức, cái duy thức của mình á, nó còn nặng về cái tôi. Nếu mà mình không hiểu cái ngôn ngữ đó, mình không hiểu cái tiếng đó, người ta mắng mình bằng tiếng Tàu, tiếng gì á, mình đâu có hiểu, thì mình đâu có phân biệt. Như mọi người đang nhìn nè, nhìn á là cơ quan mắt nhìn thôi, chứ cái thức của mình chưa phân biệt. Mình phải kết nối gì? Mình phải kết nối với cái ý thức. Ý thức nó kết nối vào cái tiềm thức, xem coi cái hình ảnh này á, mình đã thấy trước đây hay chưa. Sau rồi mình phải nghe giải thích thì mình mới hiểu. Thế thì cái tai, cái mắt của mình, nó chỉ có chức năng nhìn và nghe, nó chưa có phân biệt. Phân biệt hay không là ở thức thứ 7. Nhưng mà bình thường tuy nó chưa phân biệt, nhưng mà tai vẫn thích nghe lời ngon ngọt, mắt vẫn thích nhìn hình ảnh đẹp, mũi thích ngửi, lưỡi thích nếm vị ngon ngọt, thân thích xúc chạm êm ái. Ngồi ở đây quen, ngồi cái ngủ cái giường này quen, qua cái chỗ khác ngủ không quen. Thì mình hiểu được những cái căn tánh của mình, những cái thức của mình nó hoạt động như thế nào, mình có phương pháp để mình chuyển đó. Ý thức và ý thức nó là nhận thức trong những cái nó không có cái ngã riêng. Nó là được phân biệt giữa năm cái, nó là được kết nối giữa năm cái thức trước. Ví dụ như mắt mình nhìn xong rồi cái ý thức nó kết nối với cái thức của con mắt để nó phân biệt ra những cái gì mà nghe thấy ở cái trạng thái hiện tại thôi. Nó không lưu được cái memory, nó không lưu được. Tất cả những cái ký ức của mình nó lưu trong cái số 8 hoặc là một phần cái số 7. Số 7 là tiềm thức, số 8 là cái kho chứa, nó là cái ổ cứng chứa tất cả mọi dữ liệu. Mình không thể nào mà mình nhớ hết tất cả mọi file trong cái ổ cứng máy tính của mình được. Nếu mà đủ cái duyên, ví dụ là mình muốn tìm cái file xin việc làm, là cái duyên mình mới mò vào, mình mới tìm đúng cái folder đó mình mở ra, chứ mình không nhớ nó có tồn tại trong đó. Cái này cả nhà có thể nghe thêm cái bài Duy Thức Học hoặc là Duy Thức Luận. Đây là một cái bộ kinh nhỏ. Mình hành thiền là một cái phương pháp điều phục được cái thức thứ 7. Thì khi đó
năm cái thức trước của mình và cả cái ý thức, nó không có tán loạn nữa. Có ăn ngon thì tốt, không có ăn ngon cũng không sao. Dạ không à, văn tư tu là một cái phương pháp trong mọi cuộc sống của mình. Văn là mình đọc, mình học. Mình đọc, mình học thì mình có kiến thức. Tư là mình tư duy, mình phân tích lại xem cái kiến thức đó nó có đúng với mình, hợp với mình, với hoàn cảnh hay không. Tư duy. Và cuối cùng nữa là tu là mình tu sửa, thực hành cái pháp môn đó. Ví dụ một người hớt tóc, họ học lý thuyết thôi, cái họ tư duy lại, xong rồi họ phải thực hành. Thì trong mọi đời sống, văn tư tu trong trong nhà Phật là một cái phương tiện để mình thực hành trong con đường tu tập của mình. Mê tiền, tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền, tiền bạc, báu vật. Sắc là đẹp, cái bút đẹp, người đẹp, nhà đẹp. Sắc là thấy, hình sắc, hình tướng. Danh lợi, nhiều người mới danh, chức to, biển số đẹp. Thực là món ăn, thùy là ngủ nghỉ. Không ai thoát được năm món đó. Thoát được rồi là niết bàn tạm thời. Thì mình thực hiện cái này một thời gian thì mình giảm được cái nghiệp, giảm thôi chứ chưa có chuyển nha, mới chỉ giảm thôi. Giảm thôi là đã thành công rồi. Dạ, thập thiện. Thập thiện là mấy bữa trước Khải Toàn có nói là kinh thập thiện là 10 điều lành. Nghiệp báo, những gì mình làm thì sau này báo lại. Nghề nghiệp của mình học một thời gian, mình thực hành. Mình vào công ty thì mình thử việc thì sếp ok rồi, đạt được rồi thì mình mới làm nhân viên chính thức. Thì đó cũng là nghiệp báo. Nghiệp tốt, hạt giống tốt thì cái báo nó tốt. Thì thông qua thân, miệng, ý, nghiệp báo nói đầy đủ là nghiệp quả báo ứng. Hoặc là mình nói là nhân duyên quả báo. Phải có nhân, phải có duyên, sau đó nó mới báo lại. Hiện báo, sanh báo, hậu báo. Hiện là hiện tại, mình có quả là do trước kia. Sanh là đời sau, hậu là rất lâu sau đó. Giống như hồi nãy là mình trồng cái cây ớt, 2 tháng nó có trái là hiện báo. Còn mình muốn ăn cam thì mình phải đợi 3 năm. Mình muốn ăn sầu riêng còn lâu hơn nữa. Từ cái nhân đến cái quả nó cần một thời gian. Và tránh nhân và trợ nhân. Ở đây mình dùng thiền á, mình ngồi thiền để tâm mình tịnh á, mình có thể gọi là tránh nhân đi. Mình ở nhà mình tự ngồi thiền là trợ nhân trong cái không gian. Người nhà mình đừng có làm phiền là trợ nhân. Thì tránh nhân có tốt mà trợ nhân cũng cần thêm tốt nữa, thì mọi cái nhân duyên á nó mới có thể là gọi là tốt được. Cho dù mình có tránh nhân mà không đủ cái duyên để có trợ nhân, mình trồng cái cây mà đất quá khô cằn và thiếu nhiều nước thì cái cây nó rất là khó để lớn được. Nghiệp có 2 thứ và 3 lớp. Cái này hôm bữa Khải Toàn có giải thích một lần. Bây giờ mình đã chia ra nghiệp ác và nghiệp thiện, phân ra 2 phe ha. Cái gì mà mình làm không bao gồm ý của mình, lời nói, hành động mà nó không kèm với cái ý của mình, nó gọi là bất định nghiệp. Lau mặt, gãi, ngồi hay là đung đưa chân. Cái gì mà mình làm kèm theo cái ý nghĩ của mình là định nghiệp. Mình làm nhiều, người ta hay gặp nhau, người ta hỏi là anh đang làm nghề nghiệp gì, nó là nghiệp á.
mình làm nhiều thì mình sẽ tích lũy nghiệp trong một năm, trong 10 năm, trong một đời. Tích lũy nghiệp đến cuối đời, ngay lúc lâm chung là cận tử nghiệp. Bây giờ mình làm đó, mình làm năm thiện, năm ác, đến cuối đời cận tử nghiệp. Thì cái nghiệp nào mạnh nó lôi mình đi về con đường đó. Bây giờ nói với cả nhà đây đi, ít nhất là ai cũng có coi phim ha, coi phim hay theo dõi cái bộ gì đó. Mình đang thích coi phim bộ gì thì đến hôm sau mình sẽ bắt buộc coi cái tập tiếp theo. Thì đến cuối đời cận tử nghiệp, cái nghiệp nào mà nó mạnh nó sẽ lôi mình đi về cái con đường đó. Nhưng mà nếu mà cái nghiệp mà bất thiện của mình nó chiếm 5 năm á là mình thua. Nghiệp thiện của mình nó phải chiếm khoảng 7 phần mình mới kéo mình đi được. Thầy đến tụng niệm hay ai đến mà khai thị cho mình thì trong tâm của mình phải có sẵn những cái ý lành đó, mình phải muốn đi họ mới nhắc nhở lại. Nên trong đời sống hàng ngày mình đó, đợi đến đó thì mới tu sửa, đợi đến đó mới thay đổi, không có kịp. Mình tập thể dục thể thao, mình tập gym ít nhất cũng phải 6 tháng 1 năm nó mới có tác dụng, đâu phải là tập cái là được liền. Nghiệp cả một đời không thể thay đổi trong 1-2 năm được, cần rất nhiều năm để thay đổi. Để tu chuyển nghiệp, kinh thập thiện, tu thiền. Thiền là mình giúp tâm mình thanh tịnh, thập thiện là mình 10 điều lành. Coi như mình lấy kinh thập thiện là 10 điều lành, và mình lấy cái những buổi hành thiền của mình là hai phương tiện chánh. Chánh tu và trợ tu. Chánh là cái chính, trợ là những cái bài giảng khác chẳng hạn. Cần một thời gian. Thì phương pháp khải toàn rất là đơn giản, nghe giảng kinh, nghe một bộ đến hai bộ, không nghe nhiều quá, nghe nhiều thì nó tạp, nghe liên tục trong nhiều tháng nhiều năm. Ví dụ nghe kinh thập thiện, nghe liên tục và một ngày 2-3 giờ, nghe trong vòng khoảng 1-2 năm. Tại vì trí nhớ của mình á không có tốt, và mình bị nhiễm ô bởi cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, nên ngồi đây mình nhớ, về nhà tivi mạng xã hội mình quên mất tiêu. Nên mình phải lấy thời gian để mình nói là nước chảy đá mòn chẳng hạn. Tu thiền thì bài này Tàng cũng nói lại là thiền tiệm thứ và thiền đốn ngộ. Có nhiều pháp tu thiền khác nhau, nhưng mình đang tập ngồi thiền là mình chỉ là theo dõi hơi thở, hoặc là thiền tập đếm cũng tương tự trong đây. Thiền sổ tức là đếm hơi thở. Tiệm thứ là có thứ lớp từ số 1 cho đến số 6. Thiền đốn ngộ là cái người có căn tánh cao, học 1 hiểu 100. Họ không tu theo lối tu nào hết. Tu mà không tu. Thì trong lịch sử của Thiền Tông á, có ngài Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, nhưng mà ai đọc kinh cho nghe là dạ giảng hết ý nghĩa của kinh. Thì đó là một cái nhân vật, đó là có cái căn tánh thượng trung hạ. Mình người bình thường của mình khó tu theo cái thiền đốn ngộ đó, nên mình tu theo cái thiền tiệm thứ. Ban đầu là mình ngồi mình theo dõi hơi thở nửa tiếng hơn, mà mình cảm thấy là mình theo được cái số đếm, mà xin lỗi, mình theo được cái đếm, thì mình chuyển qua hơi thở là tùy tức. Mình chuyển qua được hơi thở mà trong vòng khoảng hơn nửa tiếng, mình biết hơi thở ra vô, mình không bị phóng tâm, mình không bị loạn tâm, thì mình mới chuyển qua tu chỉ. Mình mới dừng cái tâm của mình ở đầu mũi,
sau một thời gian được luôn, chỉ là dừng. Còn quán là quán xét sự việc. Nên hôm bữa có một cái buổi là quán nhân duyên. Mình chỉ mình dừng lại rồi thì mình mới chuyển qua quán. Mình quán cái hơi thở của mình. Mình sống ở đây mình nương vào cái gì? Mình nương vào cái hơi thở, mình nương vào cái không khí mà không khi nào mà mình biết, mình cảm nhận và mình quan tâm đến cái hơi thở và cái không khí hết. Thì mình quán, mình cảm thấy là cái mạng sống của mình nó rất mỏng manh. Một hơi thở vào không ra là chấm dứt một cái thân tứ đại này. Nên mình quán cái sự nó nói theo cách khác là mình quán vô thường. Quán được rồi thì mình qua hai cái bước sau là tu hoàn và tu tịnh. Hai cái bước này giải thích kỹ thì anh chị hơi khó hiểu, nhưng mà cái mục đích cuối cùng ở đây trong sáu pháp tu này, đến một cái giai đoạn mình định được á, là mình vắng lặng mọi phiền não. Bình thường mình vắng lặng phiền não là khó rồi, khi mà tham sân si, bệnh về thân, chướng ngại cuộc sống mà mình vẫn không phiền não, đó là mình đã đạt được tịnh. Tịnh, tịnh độ, niết bàn, bồ đề cùng chung một cái ý nghĩa như nhau. Tu hoàn là nó quay lại cái phần quán á. Mình quán là mình quán cái hơi thở, mình quán cái nhân duyên của mình. Nhưng mà mình quán nhiều quá, giống như mình chăn trâu quá mà mình để trâu xa quá, cái mình thắc mắc là cũng không trâu này nó ở đâu, đi chơi ở đâu. Mình quán nhiều quá thì đôi khi tâm mình nó sẽ loạn. Thì cái bước tu hoàn này là dừng lại của cái quán đó, dừng lại của đối tượng. Cái này chị đọc thêm cái quyển sách bước đầu học Phật. Cái quyển sách bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng giải Tam Tạng Kinh, luận, luật, kinh và luận và luật. Thế thì cái người nói Pháp, ví dụ như Pháp Sư Tịnh Không, Thầy Pháp Hòa làm về nói Pháp. Còn luật là làm về giới luật, luận là diễn giải kinh ra. Mình đọc một bài kinh mình không hiểu thì cái ngài, cái Hòa Thượng Thích Thanh Từ là làm về luận, luận kinh, thì có viết một cái quyển sách bước đầu học Phật, đưa ra chi tiết cái con đường mà mình tiếp cận. Đôi khi có những cái lời mà mình không hiểu, khó nghe thì mình cứ lướt qua đi. Cái phương pháp học và đọc của mình, cái nào không hiểu thì mình lướt qua, sau đó mình quay lại phải nhiều lần như vậy. Khả năng của mình không thể giải quyết một cái vấn đề gì đó thì mình sẽ bất cần, dễ rơi vào trạng thái bất cần. Nhưng mà trong cái trạng thái đó thì mình tự ôm một cái cục than âm ỉ trong lòng của mình. Mình chấp á, là cái thức thứ bảy nó ôm vô cái chấp đó, tại vì mình còn mê, mình chưa hiểu. Nhưng mà khi mà mình hiểu vô thường vô ngã, cái đối tượng đó tại sao họ lại tác hại đến mình có duyên nợ với họ, hoặc là một cái người thân của mình không có khả năng để mình thay đổi họ, mình chưa biết bơi mà họ dưới nước mà họ kêu cứu tôi đi, sao mình dám cứu. Mình có nhảy xuống cứu rồi, lần sau họ cũng cố tình họ rớt xuống nữa, ví dụ như vậy. Thì bây giờ mình nói thôi bất cần đi, là lúc đó là mình chưa hiểu. Nhưng mà khi mình hiểu được rồi thì mình mới thấy được vạn vật là do nhân quả và do duyên hợp. Từ nhân đến quả, có nhân sẽ có quả, và do duyên hợp thành nó mới được cái sự vật đó. Có ba cái chân lý trong cái pháp tu học: chân lý phổ biến, chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Chân lý phổ biến dựa vào nhân quả và duyên sanh. Vạn vật trong cuộc sống đều có từ nhân thành quả, từ cây cối, động thực vật cho đến con người. Một cái cây có khi quả là hạt, có khi quả là thân, có khi quả là
xin lỗi, có cái nhân là hạt, là thân, là lá. Con người mình cũng vậy. Duyên sanh là do nhiều điều kiện, nhiều hợp tử kết hợp lại, nó sinh ra cái đó, là chân lý phổ biến. Chân lý tương đối là vạn vật đều có sự đối đãi với nhau. Như cái việc mà chị vừa chia sẻ là khi mà mình không giải quyết được mà mình bất cần á, nó có phải là cái trạng thái kia hay không? Chính vì nó tương đối nên mình thường có cái sự so sánh lớn nhỏ, sáng tối, nóng lạnh, ngày đêm. Thì mọi thứ trong cuộc sống của mình, khi mà mình đau khổ thì mình tại vì mình so sánh. Khi mà mình nói là tôi nghèo, tôi đau khổ là do mình tự thú cho mình cái nghèo, cái khổ đó, chứ không ai cho mình cả. Thì đó là một cái phần là chân lý tương đối. Mình đang sống cuộc đời tương đối. Nói về nhân duyên, nhân quả, duyên sinh, ngay cả cái quả địa cầu này nó cũng trong cái vòng luân hồi nhân quả đó, không thể thoát ra được. Chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối này khó giải thích hơn. Trong người của mình là cái thức thứ 8 của mình, nó có một cái tánh giác sẵn, nó ẩn bên trong mà mình không biết. Mình luôn có một cái tánh Phật, Phật tánh, tánh giác mình có sẵn mà mình bị quá nhiều thứ mình che đi. Giống như là mình gói kỹ quá đi, mình không có chạm đến nó được. Thế thì bây giờ ai làm chủ mình? Bây giờ mình tự hỏi làm thế nào để mình tự làm chủ mình. Ăn không kiểm soát được, bệnh là không kiểm soát được chắc chắn à. Nằm mơ không kiểm soát được, nhưng mà khi mình thức mình tỉnh, ăn không kiểm soát được, nói năng không kiểm soát được, thế thì ai làm chủ? Thì chân lý tuyệt đối là nêu lên cái phần mà cái tánh tri, tánh giác bên trong có sẵn của mình. Thế thì để mình đi tìm ông chủ của chính mình phải cần cái phương tiện. Phật học là phương tiện, là cánh cửa. Mình phải qua cái cánh cửa này mình mới tìm được cái ông chủ của mình. Có thứ lớp, có pháp môn khác nhau thì mình tìm cái cánh cửa nào mà gần mình đi vào. Mình phải qua cánh cửa mình mới gặp được ông chủ. Giống như là mình phải hết mê đi thì mình mới giác. Hồi xưa mình yêu mến cái anh chàng đó mà cái anh chàng đó làm mình đau khổ là do anh chàng đó hay do mình? Do mình mê. Mình mê với cái tình cảm đó. Nhưng khi mà mình tỉnh lại rồi, mình mới biết là cái tình cảm đó không có hợp, là cũng do mình. Thế thì trong cái chân lý tuyệt đối là giải thích về cái tánh tri, tánh giác. Phật tánh, Như Lai Tạng, có nhiều tên gọi khác nhau, mà nói nôm na là cái tánh giác của mình nó có sẵn bên trong mà do mình chưa thấy được. Nên khi mà ban đầu mình bất cần á, là do cái trạng thái của mình bị bế tắc, mình không giải quyết được, mình không có được cái phương cách mà mình không có hiểu được. Mà nếu mà cái trạng thái để lâu ngày thì đó là bên trong mình nó làm cái quả bơm ngủ chậm. Nó nằm trong chân lý tương đối, có sự đối đãi. Không ai nói là cái con đường nào đúng cả. Bây giờ là trong cái sách giải thích, trong kinh giải thích là mình tìm cái cánh cửa và cái phương tiện phù hợp. Mọi người đi đến đây bằng nhiều phương tiện, nhiều con đường. Mục đích cuối cùng của mình đây là con đường, nhưng mà mình phải hiểu, mình phải quyết tâm tìm cái con đường và tìm cái phương tiện. Địa chỉ là con đường, chiếc xe là phương tiện. Không có xe này mình lấy xe khác. Nhưng mà mình mong muốn, ví dụ hỏi thì khả năng á, đại nguyện của mình muốn về phương Tây Cực Lạc, thì đây là những cái phương tiện. Địa chỉ mình đã có rồi, thì đây là những phương tiện. Nhưng khi mà mình tự nhiên đến một cái bước mà mình dừng lại,
là mình thối chí, mình chưa thực sự biết tâm. Thì nó quay lại cái vấn đề là thiện căn phước đức nhân duyên. Mỗi người phải có thiện căn ít nhiều. Người có thiện căn nhiều thì từ nhỏ họ không có tranh giành với người khác, nên cuộc đời dễ được may mắn. Còn thiện căn của mình không có nhiều mà mình rớt vào một cái môi trường tệ nạn, khu ổ chuột, thì mình bị nhiễm. Và lớn lên mất rất nhiều thời gian để mình mới rửa lại được, mới thoát lại được thiện căn, phước đức nằm trong nghiệp mà mình đã giảm nghiệp hoặc chuyển được nghiệp, thì cái phước mình tăng, thì mình có nhiều cơ hội hơn để mình nhân duyên lành, thiện tri thức, pháp lành. Không phải ai nghe những cái lời này hoặc là đọc cái quyển sách hay á, cũng dễ cảm nhận được. Sách dễ cảm nhận, về sách triết học, về sách tâm linh, ví dụ là sách Hành Trình Của Một Linh Hồn, cái quyển đó cũng khá là hay, nói về cái hành trình của những linh hồn mà đi và về giữa hai cõi. Đó cũng là một dạng tri thức để mình học, để mình cảm nhận. Thì trên cái con đường của mình đang bước đến nước, mình đang mong muốn bước đến bước cuối cùng, mà mình mới bước thứ hai, thứ ba, mà mình bị thối chí, là mình bị chướng. Bị chướng, mình không vượt qua được cái chướng đó thì mình không tới được đến đây. Kẹt xe mà chờ mà mình không tìm cách, không cố gắng, là mình còn mãi ở cái chỗ kẹt xe. Thì giải thích như vậy cũng hợp lý à, nhưng mà để đơn giản hơn thì mình hỏi cái người ấy á, có ăn vui tự tại không? Đơn giản vậy thôi. Ăn vui tự tại, ăn vui tự tại ở thời điểm hiện tại và với cái đối tượng đó hay không? Chỉ đơn giản vậy thôi. Thì mình ngồi thiền, cái mục đích lớn của mình là để mình tự tại, ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó. Hoặc là những cái lúc mà mình nóng giận thì mình cũng giảm hơn nóng giận so với trước kia. Trốn. Dạ đúng, đúng rồi đó. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là mình phải chấp nhận. Mình phải chấp nhận tất cả vui buồn khổ đau trong cuộc sống. Mình thấy lẽ thật rồi. Mình hiểu cuộc đời này là vô thường, vạn vật là vô ngã. Mình hiểu được hai chân lý này rồi, mình cảm nhận được buồn vui thương ghét muốn của mình, của đối phương, và mình không chấp, mình không ghét, mình không giận, mình không hờn. Phải chấp nhận. Nên nói tu không phải là mình cắt đứt, mà là mình chuyển trạng thái. Dạ đúng rồi, mình hiểu, mình tiếp nhận. Dạ đúng rồi, tu ở đây là mình hiểu đơn giản là tu sửa. Do mình mê, mình chưa thấy lẽ thật, nên mình còn chấp là bám víu vào cái việc đó. Tâm mình nó có sẵn những cái tốt và những cái xấu. Mình có một cái kho, thức thứ 8 là cái kho chứa của mình. Nếu mà cái nào đang mạnh thì cái đó nó bị lôi kéo, nó dễ chín mùi hơn. Mình dễ có buồn phiền, cọc tính. Thì khi mà những cái việc gì nhỏ xảy ra, mình dễ bất như ý với nó. Hư xe, kẹt xe, quẹt xe, va xe, mình phản ứng nó thái quá. Nhưng sau thời gian mình hiểu và mình tập từ từ lại, nhận ra là mình có những cái phản ứng không tốt với nó. Nhưng mà nếu mà mình phản ứng tiêu cực thì mình sinh cái từ trường, cái năng lượng tiêu cực, vạn vật là từ trường tiêu cực. Dần dần mình muốn thay đổi thì mình thay đổi lại cái hành vi, cái tâm tánh, cái phản ứng. Mình vẫn nhận ra thì mình mới thay đổi. Tại vì mình không nhận ra thì mình không biết. Để một người khác nói với mình cái lỗi lầm của mình khó lắm. Mình đứng ở một phía, mình không thấy được.
không thấy được, nên có một cái lời dạy đó là những cái lời trong kinh hay những cái người mà dạy cho mình đó là giống như cái phương pháp là ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng không có nằm trên đây, mặt trăng không nằm trên đây, nhưng mà theo cái hướng này thì mình sẽ tìm đến được mặt trăng. Thì những lời trong đây là cho mình cái hướng, còn lại cái việc mà mình ngồi thiền là tự mình soi lại mình. Giống như trong những buổi ngồi thiền mình ngồi quen rồi, tâm của mình sáng, mình dễ nhận biết được những cái lỗi lầm của mình. Sau một thời gian tiếp theo thì mình dễ có những cái tư duy sáng tạo trong cuộc sống, trong công việc hơn. Thì bây giờ ban đầu mình dễ bực bội, dần dần mình quen, mình chấp nhận, mình sửa lại. Thế thì sớm cũng phải mất nửa năm, sớm mình mất 3 năm để mình cầm cái viết mình viết được. Giờ mình mới ngồi thiền được 1-2 tháng mà mình nói thiền khó quá ngồi không được, là mình thiếu cái sự kiên trì. Tu tập là một cuộc thi kéo co, bên cám dỗ luôn kéo mạnh hơn cái bên kia. Dạ, anh chia sẻ gì nữa không ạ? Dạ, sơ cơ là mình mới tìm hiểu. Giống như là lớn lên thì mình đâu có nghĩ gì về vô thường hay là số mệnh hay là nghiệp quả. Đến khi mà mình lập nghiệp, mình thất nghiệp, mình đau khổ trong tình cảm, trong công việc, thì mình mới đi tìm cái lời giải là tại sao như vậy. Thế thì ban đầu mình nghe người ta nói vô thường, mình cũng hiểu nôm na là có sinh có diệt, có được có mất, và đó là mình hiểu ở cỡ cái dạng là cơ bản. Sau khi mình tìm hiểu qua nhiều cái pháp môn, nhiều cái phương tiện, mình mới thấu được, mình mới cảm được. Giống như là một người trong gia đình, xin lỗi, một người trong công ty mới vô làm thấy người đó vui lắm, mình hiểu sơ sơ, mình chơi một thời gian rồi, lâu rồi mình mới cảm nhận được người đó như thế nào. Thì phải cần thời gian, cần kiến thức, cần học, cần đọc, cần tư duy, thì anh mới hiểu được cái chữ vô thường đó ở một cái mức độ sâu hơn. Có nghĩa là vạn vật đều do duyên hợp thành, từ nhân thành quả và duyên hợp thành, nên có sinh là có diệt, không thể nào mà có sinh mà không có diệt. Nếu mà mình nói là mình muốn sinh, mình ăn xong mình tiêu hóa là vô thường, ăn xong mà mình không tiêu là bất thường, đi mua viên thuốc uống cho nó tiêu là muốn cho nó vô thường. Khi mà mình gặp trở ngại đó là vô thường. Thì khi mà mình đủ cái công phu, đủ cái khả năng, mình hiểu, mình cảm nhận sự việc đó một cách nhẹ nhàng, giác ngộ là mình thấy lẽ thật, thấy cái sự việc nó đúng là như vậy. Trước đây mình không thấy, bây giờ mình thấy, gọi là giác ngộ. Cần một thời gian, nhanh thì 1 năm, trung bình chứ cũng khoảng 3 năm, để mình hiểu, mình cảm nhận, để mình thay đổi. Nhưng mà mình thay đổi theo kiểu hướng thượng, là hướng đi lên. Trong ngũ thừa 5 cái chuyến xe, bây giờ mình muốn 5 sau hoặc 5 năm tới mình là con người như thế nào, mình làm nghề gì, mình kiếm được bao nhiêu tiền, bây giờ mình phải chuẩn bị. Bây giờ chuẩn bị là nhân, sau này là quả. Mình chuẩn bị học cái gì, thực hành, làm. Thế thì 5 chuyến xe trong ngũ thừa là 5 cái nơi mà mình muốn đến ở đời sau. Nhân thừa là đời sau làm người, thiên thừa là lên cõi trời, lên cõi thanh văn, lên cõi bồ tát thành phật. Thì cần thời gian và cần phương tiện. Quay trở lại là mình có một cái tánh giác bên trong, mình có một ông chủ mà mình không biết ông chủ đó là ai và mình không thể nào gặp được. Mình phải tìm cái đúng cánh cửa, mình phải vào cửa mình mới gặp được ông chủ của mình.
gặp được ông chủ của mình, tức là mình giác rồi, thì cuộc sống của mình tự tại, mình không bị ngoại cảnh tác động nhiều. Kẹt xe thì chạy theo kẹt xe, trời mưa thì đi theo trời mưa, chứ không có than trời trách người. Như hôm bữa mình học cái pháp nhẫn trong 6 pháp tu của Bồ Tát: nhẫn với người, nhẫn với môi trường. Và trong cái đường tu học là cần thời gian, mình cũng phải nhẫn. Nói đơn giản là mình tu là mình sửa thôi. Mình ban đầu mình chưa có hướng đến làm thánh làm gì cả, mình chỉ sửa chính mình hoàn thiện chính mình để mình được tự tại, tự mình an vui trong ngay thời khắc hiện tại. Anh tóm tắt lại lần nữa, hoặc là chị lên canh xem video. Đây là cái sơ đồ giảm nghiệp mà toàn soạn ra, nó có những cái bước sau nữa, nhưng mà đây là căn bản. Mỗi người có những cái phước. Phần số 1 là mình đó. Phần số 1 là cái ngã của mình, là cái thức thứ 8 á. Mỗi người có những cái phước. Phước chính là phước tiền bạc, phước sức khỏe và phước trí tuệ. Mình muốn biết mình có trí tuệ hay chưa thì trong vòng 2-3 năm nay mình có dễ nổi giận hay không. Mình mà dễ nổi giận, dễ phiền não là mình chưa có trí tuệ. Phước sức khỏe. Sức khỏe và thọ mạng có thể thấy được trong ngày tháng năm sinh của mình, nhưng mình có thể thay đổi được. Nếu mà anh chị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn hoặc là nghe nhiều cái pháp thoại của Pháp Sư Tịnh Không, thì thọ mạng, tất cả những cái phước này rất khó thay đổi. Nó có sẵn trong ngày tháng năm sinh của mình, gọi là mệnh. Nhưng mà nếu mình cố gắng, mình thay đổi được. Phước tiền bạc, sức khỏe và trí tuệ là ba cái phước chính. Còn lại là phước tình cảm, phước quý nhân. Người có mệnh, có quý nhân thì cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Thì phước này ở đâu? Phước là do nghiệp, nghiệp đời trước qua đời này. Thế thì mình bị chi phối bởi âm dương là cái mục số 4. Âm dương là vạn vật trong cuộc sống, ngày đêm, sáng tối, nóng lạnh, lời nói của người khác, môi trường, con người và môi trường. Nếu mà mình không khéo thì cuộc đời của mình sống đúng nghiệp phước của mình, nó đúng như ngày tháng năm mình sinh ra, nó gọi là số mệnh. Nó cứ mãi một cái vòng, cái vòng đó nó sẽ xoay ở cái mục là 3-4 năm. Cho dù mình cố gắng, mình học tốt, mình sống tốt thì nó vẫn ở trong 3-4 năm. Nó có tăng lên được 1-2 phần thôi, không tăng lên được nhiều phần. Đến khi nào mình cảm thấy mình mong muốn thật sự giảm nghiệp thêm phước thì mình mới bước đến cái bước số 6. Mình mong muốn thật sự thay đổi thì nó qua có bước số 6, mình mới qua bước số 7 là tu sửa. Thì tu sửa thông qua gặp, nghe và đọc, gặp thiện tri thức, nghe giảng kinh, đọc kinh, đọc sách và hành thiền. Thì bước số 8, số 9 là hai cái phương tiện, hai phương tiện để mình tu tập. Giống như là mình cần phương tiện và cánh cổng. Sau một thời gian rồi thì cái bước số 8, cái bước số 9 thiền định đó, thì nó giúp cho cái thức số 7 của mình, thức thứ 7 của mình nó sáng lên, nó không còn mê lầm nhiều. Sau một thời gian chắc chắn rằng những cái thói quen không tốt của mình nó sẽ giảm, và cái thói quen tốt của mình tăng, thì nó gọi là giảm nghiệp. Giảm nghiệp thôi chứ chưa chuyển nghiệp. Phải chuyển được nghiệp thì cái phước mình mới tăng. Và nói ví dụ, bây giờ từ đây đến cuối đời anh chị cảm thấy là cái phước nào của mình kém thì mình phải tập bố thí. Người dễ nóng giận thì phải bố thí lòng từ bi và lời nói thiện lành. Người cảm thấy mình rất là khó khăn trong cái việc là tiền bạc, công danh, sự nghiệp thì phải tập bố thí tiền. Nhà Phật đưa ra pháp bố thí
là cốt yếu, là mong muốn mình bố thí tấm lòng là chính. Còn tiền hay vạn vật khác là phương tiện. Thì bây giờ mình muốn tuổi thọ, mình muốn sức khỏe, thì mình nên bố thí không sát sanh, mình nên cúng dường, xin lỗi, mình nên đến những cái bệnh viện giúp những cái hoàn cảnh khó khăn, không sát sanh mà còn phải phóng sanh, mà dưỡng sanh cho người thực tế hơn là mình phóng sanh loài vật. Thì ba cái phước này là ba cái phước chính. Mình cảm thấy mình đau khổ cái nào thì mình tập bố thí cái đó. Ban đầu giống như tập bố thí, giống như ngồi thiền. Ban đầu ngồi thiền không có được đâu, mới ngồi xuống bao nhiêu chuyện nó nhảy vô đầu, là tại vì ngay lúc mà anh ngồi thiền thì đó mới chính là mình. Những thời khắc khác không phải là mình, tại vì tâm mình luôn bị loạn. Ngay lúc mình tỉnh thì mình mới là mình, tâm mình sáng hơn. Mình mới sáng hơn thì mình mới nhận ra những cái sự việc đó. Thì ban đầu rất là khó, thì những buổi đầu tập bố thí không có dễ. Dần dần tăng lên, tập nhiều thì mình sẽ có công phu. Công đức là mình tập nhiều, cái đức là việc làm lành, công là công phu. Mình làm nhiều lần mình sẽ có công phu. Mình không thể làm một việc lành, hai việc lành mình mà có công đức được. Mình làm cả trăm, cả ngàn lần. Thì cái vòng này, khi mà mình điều phục được cái thức thứ bảy, nó sáng lên rồi, thì mắt tai mũi lưỡi miệng thân của mình nó không còn dễ cuốn theo ngoại cảnh nữa. Ăn ngon cũng được, dở chút cũng chấp nhận được. Nghe mắng mình hiểu là người đó đang muốn làm tốt cho mình, họ không có ý xấu. Mình điều phục được cái năm cái căn tánh của mình thì năm cái con ma đó nó không có sinh ra phiền não. Mà mình điều phục được con ngũ ấm ma và phiền não ma rồi, thì cho dù cám dỗ bên ngoài đưa tới, mình cũng không bị cuốn theo. Mà ba con ma này là làm cho mình phiền não. Mình dễ phiền não thì mình sinh ra nghiệp, thì nó sẽ báo. Thấy cái người đó là quạo, quạo là nghiệp. Nó đi vòng vòng như vậy. Nhưng mà mình phải thiền định, mình phải hiểu lý, thì cái thức thứ bảy của mình nó sáng lên. Nó sẽ chạm đến cái thức thứ tám. Dần dần mình sẽ giảm được những cái nghiệp không tốt. Nghiệp thì trong 10 nghiệp thập thiện. Dạ chị hiểu chưa? Đó chỉ là một cái phương tiện thêm trong cuộc sống. Chị thường xuyên chơi với người có tri thức. Mình dễ có tri thức. Phong thủy là môi trường, từ trường. Dạ, phong thủy là môi trường, là từ trường. Mình tự tạo cái môi trường lành, cái từ trường lành cho mình. Vạn vật đều có từ trường. Xung quanh cái chủ đề này là mình sửa ba cái nghiệp thân miệng ý của mình. Mình sửa được, mình giảm được nghiệp, thì nghiệp, người ta nói là nghiệp hết phước đến á. Cái thói quen xấu của mình hết, thì cái từ trường của mình, từ trường lành của mình nó tăng. Cái trang thứ hai, để tuần sau kịp soạn bài thì Tàng sẽ làm cái trang thứ hai. Nó còn có trang, cái đồ hình thứ hai nữa, thì nói rõ về thập thiện và bát chánh đạo, và cái phương pháp mình làm thiền, cái phương pháp mà mình chuyển nghiệp. Này mới chỉ là giảm nghiệp chứ chưa chuyển nghiệp. Ngồi thiền nhiều cũng là một cái phương pháp để chuyển nghiệp. Tâm mình nó không còn lao sao, không còn nóng giận nữa. Dạ, mình ngồi thiền một tí nha. Dạ. Mời mọi người giãn chân, xoa bóp chân ạ. Rồi, thả lỏng toàn thân. Từ từ nhắm mắt lại. Hít thở vài hơi thật sâu. Thở ra thật sâu. Hít vào biết mình hít vào. Thở ra biết mình thở ra. Hãy cảm nhận hơi thở.
gương mặt thư thái. Chúng ta chuẩn bị xả thiền. Hãy hít vào thật sâu, thở ra hết hơi. Hít vào thật sâu, thở ra hết hơi. Hít vào thật sâu, thở ra hết hơi. Gương mặt thư thái giãn nở. Nghĩ về những niềm vui. Nghĩ về ta còn tâm thân lành. Và từ từ mở mắt ra. Anh ngồi thiền cảm thấy sao ạ? Có quen không anh? Trong lúc ngồi có nhiều luồng suy nghĩ. Suy nghĩ chuyện gì ạ? Nó bình thường hay nó vui hay nó buồn ạ? Mình gọi là phóng tâm. Phóng tâm. Tâm của mình nó đi chơi. Nên mình phải tìm một cái đối tượng để tâm của mình trụ vào. Thì mình theo dõi hơi thở là đối tượng. Hoặc là mình đếm, hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Đếm cũng là một đối tượng. Thì ban đầu nên đếm. Sau một thời gian quen rồi, nên chuyển qua hơi thở. Từ từ nó sẽ quen rồi. Dạ, cả nhà muốn chia sẻ gì không ạ? Dạ rồi, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà hôm nay đến dự thiền. Dạ, hay gì được thiền.